Xin chào các bạn. Hôm nay sẽ là một phần lý thuyết và phần áp dụng vô cùng là quan trọng trong việc chơi đàn, trong việc chơi nhạc. Thì nếu bạn nào mà hiểu được bài hôm nay thì cơ bản là các bạn có nền tảng khá là vững chắc về tiết tấu. Thì bài hôm nay đó là xây dựng tiết tấu kép. Thì mình đã làm những cách đây vài clip trước mình làm về tiết tấu đơn rồi. Một phần cũng khá là quan trọng và hôm nay là tiết tấu kép. Nếu bạn nào mà chưa xem tiết tấu đơn của mình thì các bạn có thể xem lại trong danh sách phát tiết tấu đơn. Còn hôm nay là tiết tấu kép, và tiết tấu kép thì dùng còn nhiều hơn và phổ biến hơn, khó hơn, phức tạp hơn. Thế nên các bạn cần phải theo dõi và cần phải nắm rất chắc cái phần phần này. Rồi, thì mình sẽ đi vào chủ nội dung chính trong bài hôm nay. Ok, thì mình đã trình bày, đã ghi tất cả những cái phần mà mình muốn chia sẻ cho các bạn trên những cái tờ giấy A4 này, và mình sẽ nói từng phần một, và các bạn cố gắng theo theo sát những cái điều mình chia sẻ nhé. Thì đầu tiên thì đây là nốt đơn đó, và bên này là hai nốt kép. Thì nốt đơn bằng trường độ bằng hai nốt kép. Nốt đơn là 1/2 phách, nốt kép là 1/4, thì hai nốt kép thì bằng một nốt đơn, thấy chưa nhỉ? Rồi thì hai nốt kép đứng cạnh nhau thì người ta sẽ ký hiệu như này: hai nốt có hai cái gạch, một nốt đơn một nốt kép, nốt đơn đứng trước, nốt kép đứng sau, thì người ta sẽ ký hiệu như này: nốt đứng trước một gạch, nốt đứng sau hai gạch, một nốt kép và một nốt đơn, một nốt kép đứng trước, đơn đứng sau, thì nốt kép một hai gạch, nốt đơn một gạch. Đó, đây là ký hiệu. Thì các bạn cần phải nắm được ký hiệu này và nhớ được, bởi vì trong phần sau của mình thì nói rất nhiều là ký hiệu này thôi. Rồi, tiếp. Thì đây là dấu chấm dôi. Thì dấu chấm dôi có tác dụng rất lớn trong việc thể hiện tiết tấu, thể hiện bày tỏ tiết tấu. Thì một nốt đen chấm dôi thì bằng một nốt đen cộng với một nửa của nốt đen để bằng nốt đơn. Các bạn nếu các bạn học trường độ thì các bạn biết rằng nốt to nhất là nốt tròn này, 4 phách này. Sau đấy nốt trắng 2 phách, nốt đen 1 phách, nốt đơn 1/2, nốt kép 1/4. Thì nốt đen chấm bằng một nốt đen cộng nửa nốt đen bằng nốt đen cộng nốt đơn. Nó đơn bằng nửa nó đen mà. Tiếp tương tự, nó đơn chấm thì bằng nó đơn cộng nó kép, được chưa nhỉ? Đó, các bạn cần phải nhớ hai cái này là gặp rất nhiều chính. Rồi, tiếp, đây là dấu nối. Thì dấu nối hoặc dấu luyến là được hết, và trường độ thì dấu nối với dấu luyến giống nhau thôi, và cao độ thì có thể khác. Thì dấu nối nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều trong vấn đề về trình bày tiết tấu. Thứ nhất là nếu đây là ba nốt kép đúng không, đây là bốn nốt kép đứng cạnh nhau và ba nốt kép nối với nhau, thì khi mà đọc nốt kép á, thì các bạn còn đây mình sẽ đây là cách đọc nốt kép đúng không? 1 e n a 2 e n a 3 e n a 4 e n a. Đây là cái cách đọc nốt kép. Các bạn có biết mình đã từng chia sẻ rất nhiều trong những cái phần về là cách đọc về nốt kép đúng không? Về cách đọc nốt kép. Thì quay lại cái về cái dấu nối này. Thì khi mà có dấu nối á, thì mình sẽ không đánh vào những cái nốt ở sau dấu nối. Có nghĩa là ví dụ đây, ở nghĩa là cái nốt đầu tiên là hoa mình đánh, mình chơi. Nhưng mà cái nốt tiếp theo ở trong dấu nối á là nốt E, N thì mình không chơi, và mình đánh ở là mình chơi bình thường. One bỏ E bỏ O, N. Đó. Dấu nối nó ảnh hưởng rất lớn đến cái tiết tấu. Thì nó sẽ không mình không chơi những cái nốt ở trong dấu nối, thì mình chỉ chơi những cái nốt đầu tiên thôi, one và n và ở chứ. Tương tự ở dưới one e, và mình không đánh cái nốt dấu nối phía sau và ở, không phải n đấy. Tương tự one e n bỏ ở nốt phía sau, one e bỏ n bỏ ở. Đó, dấu nối. Ok, rồi tiếp, đây là cái mình đã nói rồi, cách đọc của nó 1 e n là 2 e n là 3 e n là 4 e n là, thấy chưa nhỉ? Tương tự tiếp, đây là một cái bài ví dụ có dấu chấm dôi. Khi mà các bạn gặp rất nhiều cái này, đây là cái dấu chồm giật. Thì đây là nốt đầu tiên là nốt đơn chấm nữa vào một nốt kép, thì nó phân tích ra bằng nốt đơn chấm nốt kép này. Rất đơn, nốt đơn chấm thì bằng nốt đơn cộng với một nửa nốt đơn là nốt kép đúng không nhỉ, và cộng với nốt kép phía sau. Thì nốt đơn thì lại bằng hai nốt kép, và còn một nốt kép nữa thì nó chính cái tổng này bằng ba nốt kép đối với nhau, thì bằng cộng nốt kép. Thì nếu mình viết ra nó bằng bốn nốt kép đứng cạnh nhau và
ba nối kép đầu tiên nối với nhau. Thì cách đọc là oan, bỏ y bỏ ở sau trong dòng nối đúng không? Sau nốt sau mình bỏ, mình oan, bỏ y bỏ ở và chơi à, bỏ y bỏ en và chơi ở đó. Nếu mà cái cải cụm này chơi trong đàn ấy, thế này bây giờ oan y en ở, ok đó, nó rất là quan trọng, cái dòng nối rất quan trọng. Và đây cái cụm này bằng cái cụm dưới này tiếp. Thì có những cái biến đổi khác đi, tương tự làm giống cái kia thôi, các bạn phân tích ra. Thì đây nó kép đứng trước và nó đơn chấm dôi ở sau, thì nó bằng oan và một nốt đơn kép và ba nốt kép nối, thì là oan y bỏ en bỏ ở. Chơi guitar nó ra oan y en ở, ok được chưa nhỉ? Tương tự nốt khác, đây là cái, mình hay gặp những cái này là cái cụ mà mình hay gặp ở trong tiết tấu kép. Đây là kép đơn kép đúng không, thì là đơn ở giữa bằng hai nó kép nối với nhau thôi, thì mình sẽ đánh là oan ỉ bỏ en đúng không, bỏ nó sau ở oan ỉ en, en không đánh oan ỉ ở, đánh guitar nó ra oan ỉ ở oan ỉ en ở, mình bỏ cái en thôi mà oan ỉ en ở đó. Cái này đánh thế. Cái dưới sao, cái dưới là đơn kép kép, thì nó sẽ là đơn hai nó kép nối với nhau và hai nó kép ở phía sau chơi bình thường. One bỏ y and a one and a, đánh đánh guitar là one and a, ok đó. Đây cách một vài biến tấu khác của nó nữa, đây cũng là một loại biến tấu. Thì đây đây là hai kép một đơn, thì tương tự kép kép hai kép nối nhau đơn sau mà, thì là one y and bỏ a, guitar là one y and a bỏ ở. Tương tự đây là hai đơn đối với nhau, hai đơn cạnh nhau đúng không, đây là cái dễ rồi, hai đơn thì bằng hai kép đầu tiên nối hai kép sau nối, nó sẽ là oan en bỏ y bỏ ở. Thế mình đánh nó sẽ là gì, oan y en ở, nó đơn mà một và đấy. Tương tự nó đen thì bằng bốn kép đối với nhau, thì mình chỉ đánh cái đầu tiên thôi, nó đen mình đánh cái đầu tiên thôi, bách oan qua thì nghe nè, đen này qua thì nghe nè, ok. Đó là một vài cái biến tấu tiếp. Bây giờ mình sẽ đi vào một cái tiết tấu chính là tiết tấu ballad mình hay dùng, tiết tấu kép đấy. Thì thông thường người ta sẽ viết tiết tấu kép như là tiết tấu ballad như này, theo kiểu phức tạp như này, nhưng mình sẽ phải biến đổi về tiết tấu dấu kép của nó và tất cả trên đơn vị nhỏ nhất là kép thì mình mới có thể chơi được. Và mình thấy rằng à đây tấc đen đầu tiên cho bằng bốn kép nối với nhau, thì mình chỉ đánh vào phần một thôi đúng không, y ở y n ở bỏ. Tiếp theo đây là một cụ mình đã vừa phân tích rồi đấy, nó đơn chấm nó kép thì bằng bốn nốt kép này, thì ba nốt đầu tiên nối với nhau đúng không, thì nó kép phía sau đứng đây, nó kép đây thì nó kép phía sau lại nối tiếp nốt kép tiếp, thì mình nối sang nốt kép ở nhịp hai đúng không nhỉ, đây là à, nhịp ba chứ, one one e n ở two e n ở, và đây là sang nhịp ba three. Đây là, thì cái đây là nó đơn, đây là kép đơn kép đúng không, thì cái đơn ở phía giữa nối với nhau thì là three e bỏ bỏ en đúng không nhỉ, sau ở đánh bình thường, sau thì tiếp nó sẽ gì, four e en, và đây là nốt đơn và hai kép phía sau, thì sẽ nối cả hai cái nốt đơn đầu tiên nối hai kép phía sau bình thường thôi, đó sẽ là four e en ở, thì sẽ là one e en two e en three e en four e en ở. Các bạn phải chậm lại thì các bạn hình dung rồi. Đấy thì khi mình phân tích hết nốt kép này và mình viết cách đọc ra, mình nhớ là những nguyên tắc của dấu nối thì mình nhớ là mình sẽ phải hiểu và mình bỏ những cái nốt phía sau, mình chỉ đánh đọc đánh vào những cái chơi những cái tiết tấu đầu tiên của dấu nối thôi. Này, one e and two chơi e and three e and four e and cái okay, nếu chơi cái từ ba là trên guitar đó gì. À, one one e and two e and three e and four e and one e and two e and three e and four e and one, ok đấy là từ ba lá tiếp ba lá nhá. À, bạn hay gặp cái này tiếp một cái từ funky ngạn, ví dụ đây một cái funky thì nó sẽ phức tạp hơn, phức tạp một chút ở trên này, thì các bạn phân tích từng cụm một thôi, từng cụm một. Thì cụm thứ nhất là mình sẽ phân tích được thành bốn nốt kép, và đây là nốt đơn chấm nốt kép đúng không,
đơn chấm là ba nốt kép đối với nhau đúng nhỉ, à, nốt kép ở phía sau thì nó nối sang nhịp hai thì nối sang cái nhịp đơn ở phía sau, và đơn ở phía sau lại bằng hai nốt kép đối với nhau thì tổng nó ba nốt kép đối với nhau, được chưa nhỉ. Tiếp nốt đơn ở nhịp hai lại nối sang cái nốt kép ở nhịp ba thì đơn nhịp hai này bản thân nó có ba, nó có hai nốt kép rồi, và đây là ba nốt kép thì ba nốt kép nối với nhau sang nhịp đầu tiên của nhịp ba, và tương tự đơn chấm dôi này bằng ba nốt kép nối với nhau, được chưa nhỉ, bốn nốt kép giữ nguyên, được chưa nhỉ. Thì nó sẽ chơi là one e and a two e and a three e and a four e and a, bạn cái nào mình nhớ mình chỉ đánh những cái đờ, nốt đầu tiên của dồn nối thôi, được chưa nhỉ. Cái nào không dồn nối thì mình đánh như thế nào. Ok, mình sẽ chơi nó cái này nhé. Nó sẽ là one a and e four e and a, mình chơi trên kiểu phăng. Lúc đầu mình chưa phăng mình có thể mình chưa nhấn nhỏ tay nhấn tay, mình nghĩ là one e and a two e nếu mình không nhấn tay thì nó thành ballad thôi, đơn giản, nên mình nhấn tay nó sẽ là à đó, thì cơ bản là như thế, nó tương đối là phức tạp một chút nhưng mà nó sẽ không quá phức tạp khi các bạn chơi chậm, thế nên các bạn cần phải xem lại một lượt nữa, nếu mà nào mà chưa chưa hiểu hết các bạn xem một lượt nữa, xem một vài lượt nữa, bạn chú ý từng cái chi tiết mình nói thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ hiểu được ra vấn đề, và sau đó các bạn thực hành hai cái tiết tấu này với tiết tấu chậm và với cái tốc độ chậm, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.